Đây là những cái shop bán xung quanh chợ Bình Thành nè. Chợ này là nhà bên này là cửa đông của chợ Bình Thành. Xung quanh chợ Bình Thành bây giờ rất là vắng khách luôn. Nếu có mua một đôi dép ở một trong những cái shop ở đây nè, nhưng mà đi mới được có mấy tiếng đồng hồ là nó xúc cái đế ra luôn, không có mang được, phải đem lại cho người ta mài chỉ mới mang được. Ở đây có nhiều tiệm nail lắm. Nóng quá chừng luôn. Buổi sáng thì nó không nóng. Đây là khu phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận Nhất. Bình thường thì cái con đường này rất là đông đúc nhộn nhịp, nhưng bây giờ thì rất là vắng, không có thấy một bóng du khách luôn. Đây bữa trưa là mình ăn món hủ tiếu Nam Giang. Này là hủ tiếu Nam Giang thập cẩm nè. Mấy cũng ăn. Chắc là bán mấy giờ rồi em? Hai giờ mấy, ba giờ là hết. Là có bánh canh, bánh canh miếng hả? Bánh miếng hả? Bánh miếng hả? Là bên đây cho không? Là fruit đi free tại cốc non với là trứng cút nè, với có chả bò ở trong đây nữa nè, chả bò nữa nè, ngon không, trộn vừa ăn lắm. Hồi nãy có ăn thử là thơm lắm. Món bánh tráng nướng ở Sài Gòn đây làm quá ngon luôn nè. Chăm quay cái nha chị. Bánh tráng nướng thì Châu đã ăn nhiều lần rồi. Châu cũng đi nhiều khu du lịch ở các vùng miền khác nhau á. Nhưng mà Châu thấy ở Sài Gòn là bánh tráng nướng á, cái topping nó rất là nhiều và chất lượng luôn. Với lại Châu thấy chỗ này làm cũng rất là sạch sẽ nữa. Của mình 50. Cảm ơn nha chị. Cảm ơn anh. Đây quán đông lắm luôn. Chiều mát mọi người ra đây ăn rất là đông nè. Đây bán nước uống nữa nè. Bên này bán trái cây, nước trái cây. Nước ép trái cây nè. Đây nhiều người ra đây ăn ăn tối nè. Mấy món ăn giặt này cũng là bánh tráng nướng nữa nè. Ở đây bánh tráng trộn. Ở đây có nước uống của thương hiệu uống là Boost. Nước ép nè. Yeah. Ngóc ở đường Hồ Tùng Mậu. Đường này đường gì anh? Hồ Tùng Mậu đúng không? Cái này quán ốc này Châu có ăn lâu lắm rồi. Bây giờ đi ngang ghé ăn lại. Ăn hộp vịt lộn nè. Hộp vịt lộn mới nấu nè, ngon ghê luôn. Nick là về Việt Nam để nào ăn cũng món ăn nhiều hấp xả. Nhiều loại ốc lắm. Quá trời luôn. Tai nè, ốc bông nè, ốc mỡ nè, ốc hương nè, đây là ốc lát nè, đây là ốc đen. Nước ít hộp bình lộn, dưới ít hộp bình lộn. Nhiều bạn, mời nhiều. Tìm được cái chỗ bột á. Nóng quá trời luôn.
tiêu ở chưa ăn được nước ngon quá. Là mê món nghêu hấp xả của Việt Nam lắm, ăn với nước mắm á. Mê món này lắm, ngon không? Ngon quá. Say it again. Ngon quá. Nghêu hấp xả. Say it. Nghêu hấp xả, ngon quá. Ngon quá. Gần về đêm. Cái tòa nhà này là nổi bật nhất ở quận nhất luôn nè. Nó thay đổi màu liên tục rồi. I think I say change color, but when I record it didn't change the color. Đây là cái văn hóa của người Sài Gòn. Buổi tối thì người ta hay chạy xe dạo ở ngoài đường để hóng mát. Tại vì những cái quận trung tâm đó, nhà thì cũng nhỏ, chật chội, nó không có không gian. Cho nên ở cái khu quận nhất này là tập trung nhiều người tới để chơi ngắm cảnh. Và có cái con đường đi bộ nữa. Ở đây Nick nói là cái đường đi bộ này thì không có xe cộ nào mà nhường cho người đi bộ hết á. Ở đây là con đường Nguyễn Huệ nè. Khi mà có Tết Tây thì con đường này người ta sẽ trưng hoa rất là nhiều luôn. Là cái điểm nhấn của thành phố. Mỗi lần mà Tết ta của mình thì nhiều khách du lịch hoặc là những người dân ở thành phố cũng như những các tỉnh khác đến đây để mà chụp hình hoa Tết á. Ở đây có nhiều người bán đồ ăn vặt lắm. Tuy là bán ở đây không có được bán hợp pháp, lâu lâu thì cũng có những cái người quản lý đường phố người ta đến đây để dẹp những cái quầy bán những cái xe đẩy đồ ăn này nè. Buổi tối thì mấy bạn trẻ đi ra đây chơi skating board nè. Cái trò chơi này thì cho thấy là cũng rất là phổ biến ở nước ngoài, bây giờ cũng du nhập vô Việt Nam rồi. Ở Việt Nam thì chưa có xây những cái khu mà vui chơi riêng biệt cho cái môn này. Những bạn này chơi ở đây thì cũng rất là nguy hiểm cho những người đi bộ hoặc là cho những em bé đi ở trong cái khu này. Ở đây có mấy em trai chuẩn bị quay phim gì thấy chuyên nghiệp lắm, giống như sắp sửa làm biểu diễn võ thuật vậy đó. Nick nói là chắc làm phim movie star. Tòa nhà phía bên tay trái Châu đó là khách sạn Rex.
còn cái vòng mà có đèn đó là cái đường hầm mà để mà mình đi xuyên ở dưới lòng đất á, nhưng mà cháu không biết là nó hoạt động chưa nữa, thấy cũng nhiều năm rồi mà cũng chưa có thấy hoạt động. Đây là món ké. 15. I didn't say 15. Hello, say. 15, say. quên coi em làm rồi. Ok, đây là ché trộn cô Lan. Em vừa chị đi trước ấy, còn là cái khách nữa đấy. Nấy cây ai chuẩn bị qua hơi. Này chả bò đúng không? Vâng, chả bò. Cái này mới là ché này đúng không? This one. Yeah, this one like a pork skin. Chị có muốn thử trà dâu không? Trà trái cây ngâm ấy, tay vô tầm, cửa sổ đá Hà Nội, nho. Vậy hả? Để kêu ly nữa, thấy ra ai cũng muốn làm. Một ly hả chị? Ly đi. Chị Lý ơi! Lấy trái cây kìa. Một dâu tây mang về. Ủa cái màu cam cam đó là dâu tây. Dâu tây mà. Trà dâu là chủ yếu. I don't know, maybe. Chưa cam kết. Đây đang quá chừng luôn nè, nguyên một con đường luôn. Yeah, a drink too. That they like fruit. Free. Này là dưới cốc mà cốc non. Nghe rồi nè. Đây chị kẹt chưa? Chưa. Cái này đi nước đi. Em tới này nãy rồi mới mời chị chè nước đấy. Này nhiều. 25,000. Lát vô trong kêu quay được không chị? Đó. Cảm ơn. Có một cốc đây vào không coi. Hết cốc. Cảm ơn em nha. Này cái I just go to have a look to drink in here. Đây là trong đây. Chị cho em quay cái nha chị. Món ăn lạ. Đẹp quá ha. Nào toàn đẹp. Dâu tằm hả? Này dâu tây đúng không? Đúng rồi, dâu tây là đỏ quá. Dâu tằm này. Đẹp quá ha, chiên vào món này luôn. Ở đây ban ngày có bán không? Chỉ có bán ban đêm thôi. Từ 4 giờ chiều đến 12 giờ. Giờ này uống mới ngon nè. Mát. Phải làm hà. Làm hà ha. Thấy có cái bên kia là cái gì vậy con? Cái bên kia. Trà sữa. Trà sữa lài. Bên kia có trà sữa lài nữa nè. Ta mua đem về nhiều lắm. Đây là trà sữa lài nè. Ngon chưa? Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn chị. Đây, bữa tối là người ta thích ngồi ngoài đường ăn uống thì rất là mát luôn. Cảm ơn em nha. Châu đã ăn bánh tráng ở đây một lần rồi, thấy làm ngon cho nên Châu quay lại mua thêm. Cảm ơn anh. Bỏ bình không hay là ăn luôn? Ăn luôn. Cảm ơn. Đây là cái bánh của Châu nè. Make you have a bite. Very hot. Burn or not? Thấy gì? Yummy ha. Okay, shrimp paste. Not shrimp paste. Dry shrimp. Shrimp paste is different. Hey. Goodbye. Đây là buổi tối ăn vặt của Châu nè với Nick. Cái này là bánh mì của Nick nè, sợ tối nửa đêm đói bụng ăn. Còn cái này là Châu mua ăn thử cho biết. Cái này là ché trộn với lại cốc non.
với lịch cút nè, với có chả bò trong đây nữa nè, chả bò nữa nè, ngon không? Trộn vừa ăn lắm, hồi nãy có ăn thử rồi thơm lắm. Cho mình ăn kèm thêm muối tiêu với lại tắc nữa nè. Mình làm mấy bánh ngọt của Nick ăn nè, bánh ngọt của Nick, cái này của Châu, này bánh sầu riêng. Này là 32.000 nè, tính ra khoảng 2 đô Úc à. Bánh mì này mới mắc nè, 40.000. Bánh mì Như Lan à. Thấy thua bánh mì ở bên Úc ha, bánh mì bên Úc nhiều thịt hơn nữa, ngon nữa. Mà mình kêu thêm rồi người ta không có tính thêm tiền, còn này kêu thêm miếng pate tính 10.000. Chắc tại Việt Nam thành thương hiệu rồi cho nên nó mắc. Dừa này là 26.000 nè, đi Hà Nội mua chứ dừa tới 40.000 lận. Ở đây ở Sài Gòn ở Circle K nó bán có 26.000 rẻ lắm. Cái đây là nước trà dâu ngâm nè, chưa uống thử mà thấy ai cũng uống hết á. Để uống thử cái kia. Thơm lắm, nó không có quá ngọt. Ăn miếng thử dâu. Rất là mát. Này bánh su nè, su kem té trộn gia truyền nè, cái em này bán rất là dễ thương nè. Có số điện thoại nữa nè, gọi Grab cũng có nữa nè. Này là cái bánh mình mà được tặng thêm, mình ăn té trộn á, được tặng thêm này. Té này hộp là 50.000 này, cũng nhiều ghê chứ. À, nhiều lắm. Té này là té của nãy em đã nói là đâu qua này. Không phải Đà Nẵng mà là Quảng Ngãi, té Quảng Ngãi. Đây là cháo khuya ở chợ Bến Thành. Cháo này bán tới mấy giờ rồi em? Tới khoảng 2-3 giờ. Uh-huh. 2-3 giờ là hết. Này có bánh canh rồi. Bánh canh miếng. Bánh canh miếng. Miếng gà. Miếng gà. Ngồi bên đây được không? Dạ được kìa. Được chị ngồi bên. Thì đây có bán nước nữa nè. Nước uống 15.000 ly nước mía. Nước ngọt cũng 15.000 luôn. Mà nãy giờ khách em bút xe cũng lâu quá chị. Bắt đầu. Đâu ngồi chú quê. Giờ anh đi đảo ra phố đi bộ cái chút nữa, tối anh vô phải là ok luôn. Rồi, cảm ơn. Con gì hả? Hả? Con gì? Con gì? Bon Mac Mi Phu. Đây là có quán cà phê Hào Cà Phê nè. Đi ngang thấy mùi cà phê thơm quá chừng luôn. Cà phê đây bán có 48.000 một ly cà phê, rất là rẻ. Để coi chất lượng ngon không nha. Đây là quán bún riêu cánh ở chợ Bến Thành, hôm nay người ta dời qua bên đây rồi nè. 65, yeah. Đây, những người gánh đông lắm. Lúc nào cũng đông. Đây là nồi nước lèo nè, hai nồi nước lèo luôn. Ê chị, sẵn chị nói ẩm cái ổng á, có dọn á chị. Chị mới ẩm rửa giùm cái quạt gió. Đây là phần ăn sáng của Châu, món bún riêu. Ở đây có chả với lại cái bánh tráng chiên giòn nè. Bình thường cho ăn thì chỉ có bánh canh cua với chả thôi, còn cái này thì nó mới. Có rau trụng nữa nè. Bữa sáng người ta ăn sáng rất là đông.
ở ngoài kia bánh canh cua nhìn rất là hấp dẫn, đi ngang cái Châu ghé vô cho ăn luôn. Đây mời cả nhà ăn món bánh canh cua nha, để hấp thử cái nước lèo nó ngon không nha, cái mùi là thơm phức à. Em rất là vừa ăn rất là ngon. Này thêm miếng nước mắm me, mắm me mắm ruốc đồ mình trộn lại với nhau. Đó, rồi bỏ miếng rau sống vô, rau trụng nè. Mời cả nhà ăn nha, thơm quá chừng luôn. Giờ cái tô này nó đậm đà dữ lắm nè. Đây là bảng giá nè, bún riêu canh, chợ Bến Thành. Đây bữa trưa là mình ăn món hủ tiếu Nam Giang. Này là hủ tiếu Nam Giang thập cẩm nè. Mấy cũng ăn giống vậy nha, là mấy sẽ ăn khô. Xem what is that? You should just put normal. I like to eat the soup. No, but me, normal. Huh? No, but squid got everything, huh? Huh? Yeah, pig ear. Summer. Pig ear. You get the meat from my one. Good. You want a green chili? No. Satay. Satay. Ramen. No, satay. No, I don't want satay. Spoon. Yeah, yeah, I'm looking. You put garlic and mayo? Yeah, put chili. Mời cả nhà ăn nha. Ăn hủ tiếu Nam Giang ngon lắm. Là tối thèm kem đi ăn đi, hết mấy tiệm kem đều đóng cửa hết rồi. Bây giờ là gần 12 giờ rồi. Mới đi vô Circle K để mua nè. Đây Circle K buổi tối cũng đông lắm. Đây là mở 24/24. Đây thì bên kia đường cũng rất là đông nữa nè. Đây là khách sạn Hotel Grand Sài Gòn. Buổi tối nè, cái đèn như là Noel vậy ha. Bên kia là bờ sông, phía bên đây là bờ sông sông Bạch Đằng. There's a piano is where Nick there. Yeah. Here's a picture, bringing it back to the hotel. There's a key, huh?